Nay cậu bé vàng được thưởng thức hẳn một đĩa rau lang luộc, rau nhà quê luộc. Cậu bé vàng sẽ từ từ sẽ đã hết đĩa rau này. Ăn chay từ bé nhưng mà thân hình vẫn mập mạp và béo tốt lắm các bạn ạ. Ăn gạo rồi kìa. Cần ghê ha. Dễ ăn ghê không?